Kính chào anh em thủ nha. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 10, shop Hoàng Tiger xin lên một cái lô cần rút mini và một số ít cần UL và cần lua nha. Em này lên ít sản phẩm cho anh em. Thì sau cái lô này thì em lên một lô hàng VIP nha. Hàng em về cực kỳ nhiều luôn. Hàng VIP không à. Thì dành cho anh em câu lua nha. Lua cá lóc, anh em câu gần. Những cái dòng máy câu cá cha. Đó, để đằng sau em sẽ lên. Về đầu tiên, em xin đến với anh em là lô này là lô chống vợ lóng ngắn. Anh em mua hàng của em thì cũng đã quen rồi, anh em liên hệ trực tiếp số 0907010129, em tên Hoàng nha. Đầu tiên em xin lên cái cần lúa này, mã là mã A1. Mã A1 của em là một cây cần rút mini, cây này là không phải là beeline nha anh em nha. Anh em nhớ thì em là khoen này, khoen zin của nó nha. Tại khi mà em muốn thay cái khoen này, em đốt một cái á, ngay chỗ này là nó cháy liền nha anh em. Em mới đốt được cháy nè anh em, thấy không, thấy đâu có dấu cháy đâu được của đốt khoen nửa thai đâu nha anh em nhớ nha. Cái này là khoen zin, tại nếu em muốn thay cái khoen này là em có khoen thay, nhưng mà cái nào đồ zin của nó là em để nguyên, em không đụng vô nha anh em. Đây một cái cần rút mini mã A1, cái này mới còn hộp luôn nha, độ cứng 20, độ dài 2m1, cái này rất là đẹp. Đây đó, cứng 20, độ dài 21, khoen bắp buji. Bát là đúc nè, bát này đúc nè anh em thấy không? Bát được mở luôn. Đó, giá được cũ luôn. Đây, em bát buji cần rất là đẹp nha, nguyên bản nha. Đó, hộp sắt. Đó, đầy đủ hết luôn. Rồi, mã này là mã A1 nặng 117 g, gọng 1.7 ly. Rồi, cái này em bán rẻ dưới ta 650k nha anh em, 650k cộng ship, phí ship mỗi đơn hàng của mình là 3 đến 40 ngàn nha anh em. Đó, còn cái đẹp 650k, bán xô cho anh em luôn. Mã thứ nhất, mã A1 nặng 117 g, gọng 1.7 ly, giá 650k. Quen bát buji. Này, cái mã 2. Mã 2 và mã 3. Mã 2 và mã 3 là một cặp nha, em bán một cặp luôn. Lúc đầu định về này em bán cặp. Đây, mã 2 và mã 3. Quét ra 1m65 ST. Quen theo hãng. Mét 65 luôn, hai đèn cặp nha. Một cặp này thì nó khoen theo hãng như thế này, em bán là 300.000 cặp này nha anh em. Đó, 1m65 cho anh em nào câu tôm. Anh em câu tôm, anh em câu kiểu mà câu ngâm, anh em câu cá chép cái gì rất tuyệt vời nha. Một cặp 300.000, mã là mã A2 và mã A3. Đó, 300k. Em định bán 380, 330, nhưng mà em sẽ rút lại thì bán cặp này 300.000 thôi nha anh em. Tiếp vào mã A4, A5. A4, A5 là một cặp luôn. Marine Boy, cái này là chất liệu là carbon khoen bát buji. Này, em rút một cây ra. Này, phôi sắn nha, chất liệu carbon nha. Đó, Marine Carbon Combat nè, anh em thấy không, 1m8. Thì cái này nó cứng gơ vào khoảng nhiêu đây. Cái này gơ vào khoảng độ cứng 15 nha anh em, 10 đến 15 nha anh em, mềm nha. Cho anh em câu suối, anh em câu lua cũng được nha. Đó. Anh em câu chép, anh em câu tôm tùy anh em. Đó, 18. Cái cặp này rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Rồi, em bán một cặp này là 500.000 một cây. Đó, mã A4 và A5. Đó, rất là đẹp không? Giá khá rẻ luôn, 500.000 một cây. Đó, 500.000 thôi. Đó, cho anh em. Rất là đẹp nha anh em. Cho anh em nào nhanh tay. Mã A4 và A5 nặng 184 g, gọng 1.6 ly. Đó, mã A6. Mã A6 của mình là một cây Suzumi. Độ cứng tầm bao nhiêu đây? Cây này độ cứng 20, 2m1 nha anh em. 20, 2m1, chất liệu là carbon khoen bát buji. Đó, cái này cho anh em bún lua iso, anh em bún đầu cành vân vân. Độ cứng 20 này nó cầm cứng gần 30 của người ta nè. Rồi cây Suzumi này có cân nặng là 143 g, gọn 1.6 ly, giá chỉ 550k. Mã A7. A7 là một cây ISO 1m8 nữa. Phải không ta? 1m8, độ cứng 20, 1m8. Chất liệu là phíp nha anh em. Chất liệu là phíp. Đó, cây này có thông số là 20. Rồi cái cán nó được bọc giống như da tốt vậy gắn nè. Nặng 177 g, gọng 1.8 ly, giá chỉ 300k, khoen bát buji luôn nha anh em. Khoen bát buji luôn. Đó, rất đẹp.
Máy xài này, máy cần này xài bền lắm. Mã A8 và mã A9. Mã A8 và mã A9 là một cặp nữa nè. A8 là một cây gì đây? A8 và A9 một cặp nữa. Em chơi cặp cặp gì? Anh em nào lấy cặp cho có đồ có cặp nha anh em. Này, một cây là độ cứng 10, 2m4. Một cây là độ đó. Hai độ cứng 10, 2m4 hết nha, em đừng cặp nha anh em. Đó, hai carbon. Em chơi cặp cặp gì đẹp. Cặp này rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp, hoàng bát buji 10 24, đó mớ cáo luôn nha, em đảm bảo cho anh em là mớ tinh luôn, đẹp như ngọc trinh luôn. 24 độ cứng 10 cho anh em nào trốn vợ câu chép câu rô phi đồ lấy mấy cái này quấn phao, quấn phao mốt quấn cực kỳ luôn. Mã 9 mã 10 ê, mã 8 mã 9 nặng 137g, ngọn 1 ly 3, giá 700.000 cây nha anh em. Con này là của spin best 2 carbon nè, của Ryobi nha anh em. Ừ, cái da cá vẫn còn luôn nha. Kế tiếp mã 11. Mã 11 là một cây ISO chúng giờ nữa, chất liệu là cao. Cây này 1m8 của Marine Boy. Cây này độ cứng tầm 20 luôn nha anh em, 20, chất liệu carbon, phen buji phát quang. Này cho anh em câu rô chép đồ. Cây này ngon nha. Cây này độ cứng tầm 15, 20. Đó, cho anh em câu rô chép. Ngoại hình như thế này. Phen này rất ngon nha, buji phát quang luôn nha. Rồi mã này mã 11 nặng 139g, ngọn 16, giá 450k luôn nha anh em, 450k luôn. Để kiếp là mã 12. Mã 12 là một cây ISO nữa. Đó. Cây này có độ dài là 2m4. Độ cứng đâu để coi coi. Cái này chất liệu là phíp, độ cứng tầm 15 20 nha anh em, 20. 2m4. Rồi, cây này có mã là mã 12 nặng 176g, ngọn 1 ly 7, giá 350k. Đó. Rất đẹp luôn. Tên mã 13. 13 là một cây ISO nữa, chủng vợ nữa, chất liệu là phíp. Cái này tầm 15-20 luôn, 2m1. Đó. Rất đẹp nha, khoen buji, khoen bát buji. Rồi, mã này là mã 13, nặng 113g, ngọn 1 ly 6, giá 300k thôi nha anh em. Tới mã 14. Mã 14 của mình là một cây ISO đột ngột 39 nè, ngắn 4, cỡ chừng 50cm nha, cũng gọn nha, ISO khoen bé mà 50cm là cũng còn khá hiếm nha. Độ dài là 39, đọt số 1 nha anh em, cho anh em búng dò dìa hanh cháp. Anh em có thể xả làm bằng tay được cũng được nha. Cái này cứng nha anh em, một mà nanh nha anh em. Đó, dò dìa hanh cháp. Rồi mã này là mã mấy? Mã này là mã 14, nặng 151g, ngọn 0.7, giá 750k. Đây, Suyumi đọt 139, nguyên bản rất là đẹp nha anh em, hàng bát buji hết. Đó, kế tiếp nữa là mã 14 và mã 15, 13 và 14 chứ, 14 đâu, 4 đi. Ừ, 13 và 15 nha anh em, 13 và 15 một cặp này, nó là 2m4 và một cây 2m7 một cặp này luôn. Thì đây, khoan theo hình, cặp này mới ken span luôn, chưa sử dụng luôn á anh em. Em đảm bảo với anh em chưa sử dụng luôn. Rồi mã này là mã 13 15 nặng dài 2m4, cái 2m4 nặng 181g, ngọn 1 ly 8, độ cứng tầm 20, giá một cặp này là 300k nha anh em, một cặp này là 300k. Đó anh em coi giùm em nha. Em đảm bảo tới tay anh em bao đẹp luôn, em bao đẹp với anh em luôn nha, 300k, cây 2m4 và 2m7. Tư mã 16. Mã 16 là một cây gì đây? Một cây ISO, cái này là nó lấy sơn phát quang nó sơn lên nha anh em. Lấy sơn phát quang nó sơn lên, đặc biệt lắm. Đó, cây này là mấy mét ta? 3 mét. Độ dài 3 mét. Đó nha, cứng tầm 20 nha anh em, khoen bát buji. Đó, cái ngọn như này, lấy sơn phát quang nó sơn lên. Đó, dính sơn thôi nha anh em, nguyên bản. Đó, mã 16 nặng 290g, ngọn 2 ly 3, cứng tầm 30, giá 300k nha anh em, chất liệu là phíp.
kế tiếp là mã mấy đây? Trời ơi, còn sót cây này. Mã 10. Ồ, sót cây mã 10, em xin lỗi anh em nha. Tớ, mã 10 của em là một cây ISO. Cái này lua nha anh em. Cái này dòng lua nha, 1.8. Bedgon là dòng lua nha anh em. Khoen này khoen lua nè. Cho anh em UL cũng được nè, suối cũng được nha. Anh em lo lua cái gì nó gơ vào ăn L nha anh em. Quýnh cho anh em quýnh cháp cũng được nha. Rồi mã này mã 10, nặng 105g, ngọn 1.8, giá 400k. Đó, khoen theo hãng, chất liệu carbon, bao ship. Cái này 400k bao ship luôn nha anh em. Rồi kế tiếp của mình là mã 17. Mã 17 là một cây 83m cho anh em câu lăn xê, câu hồ, câu sông nha. 83m. Chất liệu là phíp, khoen bass buji. Cái này là cho anh em câu cá tra cũng được nha. Mình ra hồ mình câu sông, câu bờ, câu bụi gì đó, câu cá lăn gì đó nha anh em. Rồi, đai qua luôn. 83m, khoen bass buji. Mã 17, nặng 429g, ngọn 21, giá 500k. Sale còn 500k nha anh em. Kế tiếp là một cây ISO đọt 2, 2.3, chất liệu là phíp, khoen bass buji. Đó, 2.3 cho anh em câu dò về nha. Lô lô được cây ngắn ngắn tí tiếu. Này đọt 1, đọt 2. Chất liệu đọt phíp, khoen bass buji. Cho anh em dò về, anh em câu cảm giác nha. Anh em câu cá nhỏ cảm giác. Đó, cái này câu cá nhỏ. Mã này mã 18, nặng 77g, còn 0.7, giá 200k. Giá 200k. Mã 18 giá 200k. Tới mã 19. Mã 19 là một cây. Này là lua rút luôn nha anh em. Khoen này là khoen lua nha. Cái này cái lua nha. Lua rút luôn. Cây này có chiều dài là 1.8, 5 lóng, carbon, rock, zero. Đó. Cái này để em coi độ cứng rồi. 1.8. Ồ, cái này cứng nha anh em. Cây này cứng. Cái này anh em bút lóc cũng được luôn nha. Đó, lóc chẽm vậy đó. Cái này cứng, gơ vào M nha. Đó, lâu lâu đựng cây cứng vậy. Dòng này là dòng là 2 carbon. Cái này dòng này. Đó, rất đẹp nha anh em. Khoen bát theo hãng. Rồi, mã này là mã A19, nặng 116g, ngọn 1.7, giá 350k. Đó, kế tiếp là mã lùa. Mã lùa thứ nhất là mã B1, một cây UL nha. Một cây fish day UL. 602 UL 1.8 cho anh em suối nha. Ủa, suối cần rất là đẹp anh em thấy không? Cần rất là đẹp. Nó thiết kế rất là đẹp. Đây là cho anh em câu suối. 6 quýnh từ 0.8 đến 5g, 1.5 đến 6 level. Nha. Này khoen bass theo hãng. Rồi, mã này mã B1 nặng 90g, chịu. Còn 1.2 giá 750k. Cái mã B2. Mã B2 là một cây hai khúc máy ngang của Trifor, dòng lua. Cái này quýnh action fast nha. 562ML. ML là anh em quýnh nhá, hơi là vô tư luôn nha. 1m67, 3/16 đến 3/4 offset, 5-21g, 6-17 leo beo. Anh em quýnh nhá, hơi cái này vô tư luôn. Và cái này là action fast, quýnh rất là nhanh nha. Cái cán này nó ngắn là để cho mình vũ cho nó nhanh á, quýnh nhanh á. Cái này quýnh nhá, hơi quýnh rất là tuyệt vời. Rồi, mã này mã B2, nặng 104g, khoen bass buji của Daiwa. Đây, ngọn 2 ly, giá 500k. Cái mã B3. B3 của mình là một cây UL của Tsuyumi. Fitter Judge 5.6 UL. Đây, cây này là đâu, cán rất là đẹp nha anh em. Cái cán này rất là đẹp. Cái này cho anh em câu suối nha. Đây, ngọn là lua từ 1.5 đến 4 leo beo, từ 1.5 đến 5g dây. Còn này là mồi nè. Rồi, 5.6, 1m68. Khoen bass theo hãng, cái này rất đẹp. Cái này còn rất đẹp nha anh em. Mã B3, nặng 83g, còn 1.2, giá 850k. Cái mã B4. B4 của mình là một cây hai khúc máy ngang của Daiwa Procaster. Đây, Bass Special 562MFB. Năm phía sáu, 1m67, 1m68 nha anh em. Đây nè,
một medium light, cái này medium nha anh em, bính 1/4 đến 3/4 oz là 8 đến 20 gram, 6 đến 17 level, made in Taiwan, GC khoan bát buji luôn nha anh em. Rồi cây này có thông số là nặng 120 gram, ngọn 1.7, giá 750k, action phát luôn nha anh em, action phát cho này anh em bính khá là ok. Cái này ngon á, cái này sinh phách nữa nè. Rồi giá 750k, quá đẹp. Mã B5 là một cây hai khúc Just Master 1m8 UL. Đây cần khá đẹp nha, cái bát khá đẹp, anh em thấy không? Rồi mã này là mã B5. Mã B5 của mình là một cây chết. Cái này của Switch Made in China, 2 đến 4 level, 0.3 đến 3 gram, cho anh em con suối nha. Khoen bát buji. Đó, khoen buji, bát buji, khoen buji. Cái này cho anh em con suối là khá ok luôn. Mã 5 nặng 85 g, ngọn 1 ly 1, giá 800k. Tên mã 6. Mã 6 là một cây bát Hunter Action M máy ngang 1m8. Đó. Những cây gắn súng này anh em thao tác rất là nhanh nha. Mình làm mình xử lý rất là ngồi rất nhanh, quấn ngang, quấn dọc gì cũng rất là tiện. Rồi, mã B này là mã B6. B6 là một cây bát Hunter 5 đến 21 gram, 8 đến 20 level, tầm M nha, độ cứng ML nha anh em. Rồi cây này là mã 6, nặng 111 gram, còn 22, giá 450k, chất liệu là carbon, khoan bát buji. Đó, kế tiếp là một cây gắn súng nữa. Cây này là một cây bát cast 1m8 của hãng Carbon Power, Carbon Go Carbon Power. Rồi này còn rất đẹp nha, khoen buji phát quang bát nè, cái bát rất đẹp không. Những anh em nào thích chơi đồ cổ á, mình chơi cảm giác á, mình chơi đồ độc lạ cổ nè, chơi những cái bát này rất là cầm rất là hay nha. Cái bát này nó anh em này, em có cái máy em giúp. Anh em chơi cái bát này nè, là anh em chơi được những cái máy tròn này nè, những cái máy này nè. Những máy này chơi rất là hay, chơi rất là đẹp. Nó vô cần rất là hợp nha. Con quét thì những cái dòng này, nhưng mà nó lại chơi những dòng máy con quét rất là ok. Đó, anh em thấy không? Vô máy nó đẹp không? Đó. Đừng có anh em, tại biết sao không? Mình nhìn ở bên ngoài thì nhìn thấy nó, nếu mà không vô máy á, thì nhìn nó kỳ lắm. Nhưng mà vô máy là cái thế này cầm rất là hay nha anh em. Cái đấy cầm nè, anh em vũ bên đây cũng được, vũ bên đây cũng được. Anh em búng rất là dễ nè. Đó, rồi, mã này là mã B7, mã B7 nặng 166 g, ngọn 1 ly 3, giá 600k. Đấy. Tới mã B8. Tới mã B8 của em là một cây VIP nha anh em. Cái này hơi khá VIP. Dành cho anh em UL suối nha. SUL. Ủa phải lộn, em lộn, lộn. Mã B9 mới đúng chứ. B8 là một cây cũng được thôi. B8, mã B8 của em đây, cái bát rất là đẹp nha anh em, mã B8. Mã B8 là một cây Stromarin, giá dài 1m8, 60 UL. 1.5 đến 5 gram, 2 đến 4 liều bèo. Cái này cũng còn khá đẹp. Đây. Đó, khoan theo hãng, bắt theo hãng luôn. Khá đẹp nha. Rồi, mã này là mã B8, nặng 82 gram, ngọn 1 đi 3, giá 700k. Rồi. Tới mã B9. Đây, mã B9 của nó đây, là một cái combo này của nó nè. Đây, túi. Gặp túi nha. Túi này là túi Shimano. Cây này là cây Shimano nha anh em. Đây. Tháo ra cho anh em coi. Đây, cây này là một cây SUL, cây này là can, một cây SUL của Shimano Candip. Đây. Đây phôi nó là phôi xoắn nè, anh em thấy không?
rất là đẹp nha anh em. Đó. Khoen là khoen titanium nha. Khoen này khoen titanium hình như là tu dai luôn thì phải. Không phải, titanium thôi. Nè, phôi sẵn là đã không? Và cái này nè, đây. Thông số của nó là 5.6 SUL 1m68. Đó, 1.5 đến 3 leo bèo, 0.2, 0.5. Đó, made in Indo nha anh em. Và cái này là cái thêm, nó nói thêm một cái cán này nữa. Đồ, nó làm đẹp luôn anh em. Thành 1m75 này phải á. Cán này là cán phụ thêm, làm rất đẹp. Đó, anh em thấy không? Làm nè. Rồi anh em thích tháo ga, ngắn này tháo ga. Đó, cái SUL này. Rồi, cái này của Shimano nha, Cadip. Thì dòng Cadip thì anh em cũng đã biết rồi, em không có trình bày nhiều, hàng cao cấp mà. Rồi, mã B9 nặng 104g. Đó, luôn cái đó trọng này. Ngồng 1.2, giá 4 triệu nha anh em, giá 4 triệu. Cái tiếp mã C10. Mã C10 là một cây lùa máy ngang nặng 150g. Của China, nhưng mà hàng cao cấp của China nha. Cái này Unlover, cái này là 60mh, 1m8mh. Cái này cứng nha anh em, cho anh em câu lua chẻm lóc vô tư. Cái này cứng đó. Anh em muốn lóc cũng được, muốn chẻm cũng được. 1m8mh, bass rất đẹp luôn anh em. Máy ngang. Ủa, cái này cứng nè. Action cũng action phách. Rồi, cái này thông số là 1.8, 10 đến 20 liều bèo, 15 đến 40 gram luôn. 1.5 đến 40 gram, 15 đến 40 gram, cái này quýnh mồi lớn nha. Mã là mã C10, nặng 150 gram, 1.7, giá 700k thôi nha anh em. Bá chỉ 700k thôi, một cây MH khá rẻ. Kế tiếp là mã 11. Mã B11 là một cây 5.6 SUL. Khoen bougie seat đàng hoàng nha anh em. Đây, cây này là cây chất Aria 5.6 UL. Đó, thông số là nó không ghi độ gam ta, cái thằng này cũng 5.6 SUL thôi. Rồi, cây này được trang bị dàn khoan bougie seat luôn nha anh em. Cần này rất là nhẹ, cây này rất đẹp, cây này đẹp. Cái này cho anh em quýnh suối nha. Anh em câu suối. Rồi, mã này là mã cán rất đẹp anh em, cán carbon luôn. Mã B11 nặng 63g còn 1 ly, giá 1.3 triệu nha. Khoen bougie seat nha anh em. Đó, chuẩn bị dẫn khoen bougie seat luôn. Kế tiếp nữa là một cây Gapile. Cái này Olympic Gapile, dòng này dòng hàng của hãng này là cũng khá cao cấp nha. Cây này cây Gapile Gapit. Cây này là 7.62 UL, 7.6, 2m28. Cái này chuyên cho anh em câu cá cháp nha. Khoen bougie seat. Đó, cái này là anh em câu cháp tuyệt vời luôn. Đó, cái này do anh em quýnh tuyệt vời, cảm giác quýnh con DD39. Đó, những con nhỏ nha. Thông số thì 7.6 nè, 2m28, 0.6 đến 8g, 2 đến 6 liều bèo. Phôi sắn nha anh em, phôi rất đẹp. Khoen bougie seat từ mớ. Rồi, mã này là mã A12, nặng 94g còn 1 ly, giá 1.450.000. Tới kế tiếp là mã B13. B13 là một cây Last Lucky Byric 180, 1m8. Cây này có thông số là 1/4 OZ đến 3/1, 3/8 OZ. Sao kỳ vậy ta, 7 đến 14 gram hả, 7 đến 15 gram. Nên chơi vậy, 8 đến 15 level nha anh em. Cây này là máy đứng. Cái này hàng châu Âu này. Đúng rồi, hàng này xuất châu Âu luôn. Cái phone này ngon lắm nè anh em. Cái phone này châu lắm, bền. Khoen bắp bougie luôn nha anh em. Cây này 1m8, máy đứng, made in Korea. Rồi, mã này là mã B13.
Cái này gơ vào ML nha anh em. 1m8ML nặng 121g còn 22, giá 500k. Bán sale cho anh em luôn nè, 500k nè. Rồi kế tiếp mã 14. Mã 14 của mình là một cây Alpha. Ủa cây này Alpha Workspace 1m8 5-20g máy đứng nha anh em. Đó, cái này cho anh em lua chẽm cháp, anh em mới tập chơi á, dùng những cái này nè, chơi cho nó đỡ bị gọi là đỡ sót cần. Với lại mới chơi thì mình quýnh từ tập từ từ. Đó, với lại nhất thứ nhì là anh em câu câu tôm, câu này kia, câu ngâm đồ đó cũng được, cái này mềm nè. Cái này chất liệu là phíp nha anh em. Rồi, mã 14 nặng 128g gọn 21, giá 300k. Tới mã 15 là một cây hàng bát đẹp không anh em. Cái bát này đủ tiền nè. Cái bát này anh em chơi đồ cổ thì nên dùng những dòng này. Một cây ALBS gì đây, cái này hàng xuất châu Âu ơi. 1m8 hàng ngoại xuất châu Âu làm nè. Chất liệu là phíp. Rồi, nặng 200g còn 22, giá 300k. Em bán cái bát thôi nha, bán cái bát 300k thôi. Mà bán rẻ cho anh em luôn, xuống giá luôn á. Bán 400 em bán 300 thôi. Cái bát này đủ tiền nè. Cái tiếp là mã B16. B16 là một cái 662ML spin. Này, Thunder. Cây này của Rock Bass. Thông số là 1m98, 3/16 đến 1/2 OZ. Bốn đến mười hai lbl. Cái này gơ vào ML nha anh em, cho anh em cục cháp đu chẽm nha. Đó, cầu lóc lóc nhé hơ bèn bát buji hạt lôi máy đứng. Rồi, mã B16 nặng 130g ngọn 1.9, giá 600k. Mã 17 là một cây máy đứng UL của Handicap Chat 662 UL 1m98 UL 1-7g 2-8 lbl. Cây này rất đẹp, phôi đẹp ghê đó. Phôi màu nâu nâu đẹp ghê. Khoen bát buji. Khoen buji phát không? Đây, cây này khá đẹp, cây này quá đẹp luôn. Mình kỹ là cái này đẹp của này hàng gì đây. Rồi, cây này là chắc cooler xuất Nhật nha anh em. Nhưng mà cái này phôi đẹp lắm. Rồi, mã này mã B17 nặng 97g, gọn 1.7, 1.8, giá 700k. Kế tiếp là mã 18. Mã 18 là một cây máy ngang Bass One. Cây này là 166M 2 khúc 1m98. Đây, 10-16 lbl, 7-21g, made in China. Shimano Bass One mớ nè anh em. Anh em thấy đẹp không? Nha, cái này là thông số là khá đẹp. Nặng 133g còn 1.6, giá 1 triệu nha anh em. Tiếp mã 19. Mã 19 là một cây máy ngang nữa của Thái Lan. Đây qua Just For 602MB Action Fast. Rồi, cái này máy ngang nặng 113g còn 1.8. Đây, màn hình nó như thế này, khoen bát buji. Cái này là Action Fast luôn nè. Cái này quấn nhanh lắm nha, anh em quấn cá lóc đồ, anh em quấn chẻm đồ, những cái này quấn thao tác nhanh đó. Không hay. Rồi, giá là giá 700k. Một cây cần gì quá rẻ luôn, 700.000 à. Hàng mắt, hàng đai qua luôn. Tới mã 10, 20 là một cây máy đứng của Bass Bessel Compact 602ML 1/8 đến 1/2 OZ 6-14 lbl, made in China. Cây này quýnh tầm 14g nha anh em. Đó, mát 14g. Đó, phôi, khoen bát buji luôn.
Hồi rất đẹp nha anh em. Phôi sang luôn, sang chảnh luôn. Đó, nè. Rồi, cái này có cân nặng là 105g, khoảng 21, giá 500k. Rồi kế tiếp mã 21. Mã 21 là một cây UL. UL là Lanlock chứ. Beans UL của Suzumi. Cái này full hộp, sách vở đầy đủ anh em nè. Đây sách vở đầy đủ luôn. Cán nè, cái này rất là đẹp. Rồi, mã này là mã 21, một cây UL này. Đây là 61m8 UL của Suzumi Khoen Bát Buji. Cây này khá đẹp nha. Rồi, nặng 55g, ngọn 1,5, giá 900k, full hộp. Cái tiếp nữa là một cây máy ngang, mã B22, Baswan HG 1582 1581 1581 58, 1m74 1m75. Một là thông mát dây của nó nha anh em. Rồi hai khúc 6-14 lbs, 5-18g. Cái này máy ngang của Shimano Baswan. Cái này đời đầu nè. Nặng 97g, còn 1,5 ly. Giá là 600k. Đó, khoen bát Buji. Những dòng này khá bền lắm nha anh em. Kế tiếp nữa. Rồi, giờ em kết thúc video tại đây nha. Tại cái lô này là lô lưu dài, em sẽ kèm vô lô lưu dài luôn. Rồi, anh em mua hàng của em thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129. Em tên Hoàng. Cảm ơn anh em cần thủ nhiều nha.